Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Chim Ưng Vlog nhé. Để câu nói quen thuộc thì cho phép Chim Ưng Vlog gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới tất cả anh em, bạn bè. Anh em xem nhớ like và subscribe ủng hộ mình để mình có động lực làm những video hay hơn và ý nghĩa hơn nhé. Hôm nay mình rảnh ở nhà, mình sẽ quay một cái AV mini của em mình cho mình các bạn ạ. Đó. Mình sẽ nhốt tạm con chim khiếu mun vào đây các bạn nhé, con chim khiếu mái của mình. Họ đang chờ chồng nhưng mà mình chưa tuyển chồng được cho em đó. Họ sau cơn bão Yagi ấy thì mình em mình cho mình cái lồng này các bạn ạ. Và mình đã nhốt tạm con chim khiếu mái của mình vào đây. Nhìn rất là đẹp luôn các bạn nhé. Mai mình sẽ trang trí sau các bạn ạ. Đó. Em này đang chờ chồng các bạn ạ. Không biết là em này bao giờ thì mới có chồng các bạn nhé. Nhưng mà vào trong này thì chắc là lông nó sẽ bóng mượt hơn. Nó được bay tự do nhưng mà nó sẽ nhát hơn các bạn nhé. Đó. Hy vọng là em sẽ có chồng sớm các bạn ạ. Đó. Đó. Trong này thì chúng bay bay lại nhanh nhẹn. Rất là khỏe và đẹp luôn các bạn nhé. AV này thì để mà ghép khiếu sinh sản thì hơi bé các bạn ạ, và để cái chỗ này thì hơi trống. Mình tạm thời mình thả vào đây và tuyển một em trống, xong mình sẽ làm một AV rộng khoảng tầm 1 đến 2 mét vuông các bạn nhé. Đó, AV này có chiều rộng là khoảng tầm 40 cho đến 42 và chiều dài được 1 mét 2. Chiều cao phải được tầm 80. Thì hơi bé so với khiếu và để ở vị trí này thì nó không hợp các bạn nhé. Thì thả một số những chim cảnh vào đây thì đẹp cho các bạn ạ. Đó. AV này là mình đã từng quay ở nhà em mình rồi nhưng mà giờ em mình này chơi chậu nên cho mình cái AV này vào, mình lấy về mình để vào vị trí này. Đó. Nhưng hiện tại của em đây có sống một mình đôi khi hơi buồn tí các bạn ạ. Mình sẽ sang gạ bạn mình chơi, để lại cho mình con chim khiếu gạc má trống nó đang yếu nửa đấy, để về mình thả chung vào đây các bạn nhé. AV rất đẹp, ngồi uống trà ngắm chim. Hôm nay mưa gió mình không làm gì thì mình ở nhà mình sẽ lại quay clip cho các bạn xem các bạn nhé. Đó. Em chim khiếu này là tương đối thuần rồi các bạn nhé, nhưng mà thả ra AV thì nó sẽ bị nhát dần đấy các bạn ạ. Các bạn xem nhớ like subscribe ủng hộ mình nhé, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đó, mình sẽ cập nhật tình hình nhiều cho các bạn xem các bạn nhé. Đó.